Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay tuy thời tiết hơi lạnh, không có mưa, nhưng mà các bác thấy là thời tiết hơi âm u một chút, là em đang có mặt ở bờ hồ Nông Lâm. Đấy, bây giờ thì thi thoảng em lại ra đây quay một cái video để ôn lại những cái mà ngày xưa em đã khởi nghiệp trên cái bờ hồ này. Đấy, khởi nghiệp là gì các bác, không là chia sẻ những cái vấn đề liên quan đến ô tô. Đấy, các bác ạ, hôm trước thì em có đăng một con lắc A lên ấy, thì có bác comment, bác bảo là cái con này có cho tao cũng không thèm mua. Đấy, thì đấy là cái vấn đề là các bác ấy kiểu như là đang có quan niệm khá là gay gắt về cái vấn đề là thương hiệu. Đấy, có thể bác ghét Vin. Đấy, và bác ấy thích cái dòng khác, ví dụ thích Toyota, đúng không? Toyota sau em. Đấy, thì nói thật với các bác là nếu mà cho con Vin mà cho không lấy thì chỉ có những người không biết lái, không biết đi. Cho mà không lấy thì chỉ có không biết lái xe. Đấy, như các bác ạ. Nhưng bình thường cái thằng ngu đến mấy thì chăng nữa thì cho nó cũng vẫn phải lấy. Có phải thằng Bờm ngày xưa đâu, thằng Bờm có cái quạt mọ phú ông xin đổi, ba bò chín châu nó không đổi, bởi vì là xác định rằng người ta không đổi. Đấy, còn với bây giờ thì nếu như có một người cho mà lại không lấy là cả một vấn đề, đầu óc có vấn đề, hoặc là không biết lái xe. Đấy, hôm nay thì em xin phép chia sẻ tiếp cho các bác một con Toyota Wigo thuộc đời 2019, số sàn. Con này thì nếu như ngày xưa chủ có mua nó dao động vào tầm khoảng 380 triệu, tùy thời điểm. Đấy, và đến tại thời điểm bây giờ em đang bán ra 2019, đến năm nay là 2024 là 5 năm em đang bán ra cho các bác với cái giá là 238 triệu, bao rút hồ sơ. Thế như vậy thì loằng ngoằng khách mất đâu đó khoảng tầm 150 trong vòng 5 năm thì mỗi 1 năm các bác mất đi 30 triệu. Đấy, một năm là 1 năm 30 triệu, hay nói cái khác là sau 5 năm thì bán đi mất 1/3 giá trị lúc mua. Đấy, vậy thì theo các bác là nếu như một con xe nào cũng vậy, sau 5 năm bán đi lỗ 1/3 thì là một con lỗ hay là một con giữ giá? Đấy, em lấy ví dụ như 2019 một con Vios G ngày trước khách mua tầm 570-600, em lấy ví dụ thế, thì đến bây giờ một con G 2019 các bác bảo bán bao nhiêu thì em nghĩ rằng là nó cũng phải tầm đâu đó khoảng 450. Đấy, trên dưới 450 tùy chất lượng xe. Như vậy 450 với lại 600, 5-600 như vậy thì cũng mất đâu đó là gần 1/3. Đấy là con Vios, con giữ giá nhất. Còn những cái con mất giá thì em không nói. Ví dụ như con Lắc A đợt trước mua ví dụ như tỷ 2 chẳng hạn, thì bây giờ còn có 600 là mất đi 50% rồi. Đấy là cũng là đời 2020-21 đấy. Đấy, còn 2019 thì còn có đâu đó khoảng tầm dưới 500 thì sẽ mất đi khá nhiều. Đấy là những con gọi là mất giá. Rồi ok, bây giờ em xin phép chia sẻ các bác một con Toyota Wigo thuộc đời 2019 này nhá. Vậy thì những cái bác nào và anh em nào là hay đi con như thế này thì em xin nói luôn này. Thứ nhất, nó là con số sàn. Để cho anh em đi, vấn đề là đi loanh quanh gia đình. Có rất nhiều người không muốn đi số tự động đâu, khẳng định các bác điều như vậy. Đấy, và bác nào mà thích đi số sàn, đi loanh quanh gia đình, thậm chí là kiếm thêm dịch vụ để tiết kiệm chi phí thì các bác có thể lựa chọn qua con này. Đấy, độ bền của nó thì các bác theo em nghĩ thì các bác không cần phải bàn đến lắm, bởi vì là nó là dòng đến từ Toyota nhá. Rồi, bây giờ em nói qua. Con này thì nói thật với các bác là form này 2019 thì nó vẫn là form cũ. Đèn thì vẫn là cái đèn bi kiểu như kia. Thế tuy nhiên thì cái đèn gầm nó khác so với con đời 2020 nhá. Đấy, khác một chút thôi, nó vẫn ở cái khu đó, như đèn gầm con 2020 nó thiết kế góc cạnh cái thứ hơn. Đấy, của con 2020 2021 trở lên. Xi nhan trên gương thì vẫn có. Đấy kìa, các bác nhìn nào. Xi nhan trên gương thì vẫn có. Đấy, đấy là ở phía bên ngoài. Đấy. La răng thì là vẫn là la răng phay. Lốp láp thì em quay ra đằng sau cho các bác nhìn cho nó thoải mái nhá. Rồi ok. Đấy, thì đây là phần lốp này. Đấy, bây giờ thì các bác cùng em trải nghiệm xem con lốp này nó như thế nào nhá. Con này là lốp 2019 thì em thấy rằng lốp đã là 2020 rồi. 2020 còn rất là dày và thay từ 2020. Như vậy thì trong năm đầu tiên khách đã thay rồi. Chạy khoảng tầm 4-5 vạn khách đã thay rồi. Đấy. Tiếp đến nữa đây là lốp phía đằng sau. Lốp phía đằng sau này thì đây, lốp phía đằng sau là vẫn còn đết từ 20 đết con lốp này 2018. Để em xem kiểm tra nốt bên này cho nó chắc ăn. Đấy. Hai quả đằng sau này, quả này thì này. À đây, quả đằng sau là 2020 này. Quả này vẫn dày khục của 2020 này. Đấy, tiếp đến nữa. Đây là quả của năm nào đây? Quả này của hai, như vậy là con này nó có 3 quả của 2020 và em dự định rằng là khách đã thay đi một đời lốp. Vậy thì thay đi một đời lốp nó sẽ dao động vào chạy từ 5 đến 7 vạn. Đấy, 5 đến 7 vạn gì đó.
Cũng tôi cũng tùy người thôi, tùy ấy thay thôi. Em thấy cái quả đết ở đằng sau kia đời thì 2019 nhưng mà lốp lại vẫn là 2018. Vậy thì bây giờ nhá, em cùng các bác, cái máy quay nó hơi vảnh lên tí, các bác thông cảm. Em cùng các bác là xem là cái con này nó thực tế nó chạy nhiều hay chạy ít. Lốp thì thay rồi mình ta không thể phát hiện được, bởi vì là thứ nhất là lốp lôm côm cả 2018 và ba quả 2020, tạm thời không xác định được. Thì bây giờ các bác cùng em xem là xác định xem là con này nó chạy nhiều hay chạy ít ở cái vô lăng cần số nhá. Đấy. Rồi. Đầu tiên thì các bác để ý tất cả các dòng Wego ấy, nếu như cái này không được dán vào thì bao giờ nó cũng có cái hiện tượng sờn đen này, bởi vì sơn của nó sơn như kiểu sơn sơn nhũ bạc. Cầm tay ở phát là thậm chí là tay em vạch đây cái là có vết. Đấy, tay em vạch đây cái là nó có vết. Rồi, bây giờ xem qua nào. Thứ nhất là xem chân côn, chân phanh. Đây các bác này. Đây là chân côn và chân phanh của nó, các bác có nhìn thấy có hiện tượng mòn không? Em chỉ thấy là nó hơi mòn một chút thôi, và cái này vẫn là cái nguyên bản của nó nhá. Đấy. Và nếu như một con Wego với độ mòn kiểu như thế này thì em dự định nó chỉ chạy đâu đó khoảng tầm 5 đến 7 vạn thôi. Đấy, 5 đến 7 vạn. Rồi, tiếp đến phần vô lăng. Đấy. Vô lăng đây nhá. Vô lăng này thì nói thật với các bác là khó 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 xác định hơn. Thế tuy nhiên thì vẫn có cái để cho chúng ta xác định, đó chính là hai cái phần này. Hai cái phần này là hai phần rất dễ bị bạc nếu chạy nhiều. Đấy. Tuy nhiên cái phần này là phần nhựa cứng. Đấy, phần nhựa thì ta có thể khó xác nhận hơn. Nhưng hai phần này nhá, nó tương đương với cái phần sơn bạc ở chỗ kia cả. Đấy. Cái này nếu mà chạy nhiều ấy thì nó rất dễ bị luôn. Đấy, tay ta cầm vào đây nó bạc đen xì luôn. Anh em nào chạy Wego rồi thì cho em xin một comment. Đấy. Đây là phần cần số, da này thì vẫn là da zin thì không thể chạy nhiều được rồi. Đây phần da này da là zin. Phần này phần cần số thì riêng con Wego cái trên này là nó kiểu như là nhũ, nó phủ một lớp bạc, thế cho nên là kể cả con chạy ít đi chăng nữa thì cũng rất dễ bị bong trên đỉnh này. Đấy. Và cái phần này của nó vẫn là bằng nhựa nên là hơi bị khó xem. Đấy. Thế tuy nhiên thì dựa vào cần số và chân phanh để em xác nào. Thì con này hiện tại đồng hồ đang hiển thị là tầm 6 vạn. Và em tạm đánh giá theo quan điểm cá nhân của em là con này chạy đâu đó khoảng tầm tầm 6 vạn đến 8 vạn là nhiều thôi các bác nhé. Đấy, bởi vì là chân côn chân phanh nó gần như là chưa mòn mấy. Đấy, đầu thì vẫn là cái đầu này. Đấy, khách còn chưa lên màn hình. Đây, chạy nhiều hay chạy ít nhiều khi còn thể hiện cả ở cái phần núm điều hòa này nữa. Đấy. Cái núm điều hòa này các bác để ý rằng nó vẫn là một cái thiết kế sơn theo kiểu dễ bay màu của cái phần cửa như kia. Đấy, nó vẫn rất dễ bay màu. Nếu như mà ta sử dụng nhiều thì đương nhiên rồi cái này cũng sẽ bị bạc kiểu như thế. Đấy, nhưng tuy nhiên thì cái này còn khá là ok nhá. Đấy. Chân thì còn rất là sạch sẽ, ngon lành cành đào. Đấy. Ghế da thì ngon lành. Nói chung là phần phụ này thì nó không như là phần bên người lái. Phần phụ này thì như em đánh giá con này là con rất ít chở người ngồi bên cạnh, bởi vì là bên này còn rất là đẹp. Nếu mà nhiều chở nhiều thì bên kia nó sẽ xấu xem như bên kia. Và bây giờ thì em xuống phía đằng sau để em xem là có chở nhiều người hay không. Đây, phía đằng sau đây các bác nhìn này. Đấy, phía đằng sau cái này. Đấy, cái này nó gần như là không mòn mấy. Thế thì ở phía đằng sau không chở nhiều người mấy nhá. Đấy, nếu mà chở nhiều người cái này nó sẽ mòn tịt đi luôn. Ôi giời. Các bác thông cảm một chút, tự nhiên hắt xì hơi, mà hắt xì hơi thì không thể hãm được. Đấy. Kiểm tra sâu thêm một chút nữa thì các bác để ý thấy là các phím bấm này của nó vẫn còn khá là ok. Thế tuy nhiên thì cái chỗ này nó hơi xước đen một tí, bởi vì tay ngón tay mình chọc xuống để mình gậy lên chọc lên, về bản thân cái này nó dễ bị bay màu mà. Đấy. Đây là các phím điều khiển điều chỉnh gương. Đấy, trái phải, cái này là sấy. Cái này là cái kiểu như điều chỉnh mặt gương đấy. Rồi ok. Bây giờ tiếp đến nữa là em sẽ giật tạm đấy ra và em sẽ chia sẻ với các bác tiếp. Đấy. Con này thì là một con màu đỏ. Dáng của nó là dáng hát bách. Đấy, anh em nào mà đi kiểu như là trong phố gia đình hoặc ngõ nhỏ thì con này sẽ xem với dòng kiểu như là Morning và Y10. Đấy. Đi những cái dòng như thế ở trong những cái ngõ nhỏ thì khá là ok. Đấy. Ở phía đằng sau này thì các bác thấy được rằng là Wego thì nó thiết kế theo kiểu đầu và cái đít nó rất là góc cạnh. Qua thế ạ. Đầu đùa xe và đuôi xe rất là góc cạnh luôn. Đấy, từ những cái cụm đèn những các thứ nó thiết kế là toàn có những gì đấy, nó trông rất khá là khỏe khoắn nhá. Đấy, đây. Thấy không? Mà thấy không? Đấy. Đây, Wego 1.2. Nó không như con 1.0 của các dòng khác, Morning các thứ. Đây, con này hiện tại là em đang kiểm tra kính thì là hiện tại là kính zin. Đấy. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025. Rồi, ok. Bây giờ em
lật lên em kiểm tra qua cái phần khoang động cơ nhá. Các bác thông cảm nhá, bởi vì em lại một tay em phải giữ cái máy quay nó chổng lên trời mà. Đấy. Rồi, ok. Đây là phần động cơ của nó. Động cơ máy 1.2 thì nó, các bác nhìn để ý máy 1.2 như con Atchager cũng là 1.2 nhưng nó chỉ có 3 máy, nhưng dòng này của nó là có 4 máy nhá. Đấy, đây, 4 máy có 4 cái đường xả ra, 4 đường hút vào, 4 củ hút này. Đấy. Bây giờ thì cùng nhau kiểm tra xem là nó có bị va chạm đâm đụng gì hay không. Đầu tiên thì các bác thấy được rằng là để ý cái cabo. Đấy. Cabo này thì chưa bị tháo nhá. Đây em quay cận cho các bác xem. Chưa bị tháo. Đây. Cabo là chưa bị tháo. Tiếp đến nữa là cái má bên này chưa bị tháo. Đấy, nhưng mà sơn thì có sơn lại rồi nhá các bác nhá. Nếu không tránh được từ 2019 đến giờ mà cái chỗ này nó còn đẹp như thế này thì phần lớn là sơn lại. Cái chỗ này nó chìa ra như này mà nó còn đẹp như này thì sơn lại là một điều chắc chắn thì nó mới đẹp như thế này rồi. Đấy, và toàn bộ một cái má bên này hay má bên kia là đều bị sơn lại rồi, xước xác thứ sơn lại rồi, nhưng không phải là va chạm và đâm đụng gì cả. Đấy, má bên này đây, cái này còn chưa bị tháo này. Đấy. Đèn con này còn chưa bị tháo ra cơ. Đây. Đây, các bác nhìn này, những cái chốt này còn nó còn nguyên này. Đấy, đây là phần đầu nhá. Phần đầu thanh răng đầu còn nguyên luôn. Đấy. Rồi, đến cái má bên này. Má bên này cũng chưa bị tháo này. Còi là còi đôi này. Đấy. Bây giờ ta nhìn sâu dưới là xem có bị đâm đầu đâm nước gì không. Đấy, hiện tại thì em không thấy có hiện tượng đâm đầu gì cả. Ok, con này dàn đầu của nó là còn ok, không bị va chạm đâm đụng gì. Tiếp đến nữa là kiểm tra phần động cơ. Đấy. Động cơ thì đây các bác nhìn này. Những con ốc của dàn cò còn nguyên này. Đấy. Con ốc này thì tháo rồi này. Tháo rồi thì cái này là tháo ra để vệ sinh làm những cái gì đấy của phần cổ hút của hiếc này chẳng hạn này. Đấy. Máy thì còn zin nhá. Đấy, dưới không hề có chút ẩm dầu, chắc nào em quay cận cho các bác xuống dưới một chút. Đấy. Không ẩm dầu. Đại khái là máy con này chạy tầm 6 vạn thì máy Toyota thì vô tư luôn. Đây. À. Thường thường các bác để ý cái phần cái miếng kim loại mà bọc cái phần cổ xả này này. Nếu như mà nó chạy nhiều ấy, thì nó vàng uôm đi và thậm chí là nó bong hết cái lớp mạ này rồi và nó có cái hiện tượng han rỉ, nhưng đây những con ốc của nó là sơn của nó vẫn còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn thấy không? Rồi ok. Về phần côn số. Con này thì như em nhìn thấy ở đây. Rồi, không tối quá chả nhìn được cái gì cả. Đấy, côn số thì hiện tại là khá là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đấy. Không cúi được xuống để mà nhìn nữa rồi. Đấy. Rồi ok, hiện tại cái con này thì động cơ khá là ngon. Em chạy từ nhà ra đây rồi và hôm trước thì em mậu với em Hùng chạy từ Hà Nội lên. Các bác đừng hỏi vì sao mà con này em lại phải tháo biển nhé. Bởi vì là tất cả các xe bây giờ ấy, là em đều phải tháo biển ra để làm gì ạ? Để rút hồ sơ sang tên. Về phát là các bạn sẽ làm luôn cái việc đấy. Chứ không phải em tháo biển ra để mà em giấu cho các bác đâu nhá. Đấy, tiếp đến nữa thì em sẽ quay cho các bác ở phía đằng sau. Cộng với một chút gầm bệ nữa. Thế là gần như là các bác có thể là biết được cái con xe tổng thành nó như nào rồi đúng không? Đấy, đây, hai cái giật cốp nằm đây. Bình thường những xe khác nằm chỗ này. Con này nằm mãi xíu phía sau này. Đấy. Đây các bác này. Đây là phía đằng sau xe. Thì các bác khi mà các bác xem ấy, thì toàn bộ kính đằng sau thì em xem vẫn là zin nhá. Đấy, keo chỉ cái thứ thì không vấn đề gì nhá. Đấy. Có một cái nữa để các bác cần xem là xem cái cabo là biết là cái nắp cốp có bị tháo ra hay không. Thì hiện tại là vẫn zin nhá, chưa tháo. Đấy, tiếp đến nữa là các bác để ý những cái xe mà chạy dịch vụ này, những cái xe chở hàng này là những cái xe mà chất lượng làm cho nó kém đi thì các bác cần kiểm tra cái phía cốp này là biết ngay. Đấy, cốp này thì phần nỉ là nỉ nguyên bản của nó vẫn rất khá là sạch sẽ. Đặc biệt là kiểm tra hai bên nhựa của hai bên này và bên này. Đấy. Thì nếu như mà nó xước sát nhiều ấy, thì họ chở hàng nhiều. Đấy, nhưng mà con này thì không hề chở hàng gì hết. Đấy. Rồi ok, lật lên để xem. Đây dưới đây là lốp dự phòng. Đấy, kích các thứ đầy đủ. Đấy, và xem qua thì toàn bộ cái phần này của nó vẫn còn nguyên zin thì không có lý do gì nó bị đâm cả các bác nhé. Đấy. Và bây giờ em ngó xuống bên dưới, quay cho các bác một chút ở bên dưới nữa. Đây, đây là phần dưới gầm của nó. Đấy, tem giấy các thứ vẫn còn nguyên kìa. Đấy. Gầm rất là sáng luôn. Không hề mục mọt không gì hết. Rồi ok. Em quay lại cái đã. Rồi, em vừa chia sẻ các bác một chút về con Toyota Wigo thuộc đời 2019 số sàn. Giá đang chào bán là 248 triệu bao rút hồ sơ. À, 38 triệu bao rút hồ sơ. Đấy. Các bác và anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em Cường và em Mịch với hai số điện thoại bên dưới nhá. Đấy. Xe thì đảm bảo hiện tại không lỗi gì, đâm đụng thì không có.
Đấy, nội thất đẹp, đấy, máy thì zin, gầm bệ thì chắc chắn. Ok. Rồi ok. Xin chào các bác. Bác nào anh em nào mà cần những cái xe mà đi gia đình theo kiểu nhẹ nhàng một chút mà lại thích dòng thương hiệu Toyota thì có thể liên hệ trực tiếp nha. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.